Lolo anh em ơi, và chào mừng anh em đã trở lại với kênh YouTube của mình. Ok, thì trước khi vào video về bản cập nhật sắp tới của FIFA Mobile Trung Quốc và Hàn Quốc, thì ở đây thì mình sẽ cho anh em dự đoán trận đấu. Mình sẽ ra một event cho anh em dự đoán trận đấu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Đan Mạch. Thì anh em chỉ cần bước 1, anh em like và subscribe kênh YouTube của mình, hoặc là không like cũng được, cũng không sao. Bước 2, anh em dự đoán trận đấu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Đan Mạch, dự đoán tỷ số và người ghi bàn đầu tiên của cả hai đội, là người ghi bàn đầu tiên là của đội tuyển Anh hay đội tuyển Đan Mạch thì cũng được. Rồi thì event sẽ kết thúc vào 2 giờ sáng ngày mai là trận đấu sẽ bắt đầu. Thì những comment nào mà chỉnh sửa thì sẽ không được tính nha anh em ơi. Thì phần thưởng sẽ là 100.000. Nếu anh em muốn mua một cái gói nào trong FIFA Mobile Hàn Quốc á, thì mình sẽ nạp cho anh em với cái mức giá là 100.000 nha. Ok anh em ơi, thì 100.000 này chỉ dành cho người nào dự đoán chính xác nhất trong trận đấu đó nha anh em, và người ghi bàn. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Thì bây giờ mình sẽ đi vô bản cập nhật sắp tới nha. Ok anh em ơi, thì đây là FIFA Mobile Trung Quốc nha. Đó, thì mới vô thì nó có thông báo cái bản nè. Đó, thì những cái phần này thì mình sẽ để dưới phần mô tả cho anh em, để anh em xem có những cái gì mới nha. Và bản Hàn Quốc cập nhật y như bản Trung Quốc luôn nha, nhưng sẽ cập nhật sau anh em ơi. Rồi đấy, thì sẽ có như bản test như lúc trước, thay người, rồi thể lực của cầu thủ và so sánh cầu thủ, và cập nhật mạng nó ổn định hơn, wifi nó ổn định hơn. Đấy đã. Và có một cái nữa là bỏ overall tổng, mà không biết cái đó chừng nào cập nhật anh em à. Cái đó nếu mà cập nhật mất cái đó, bỏ cái đó thì nó xung đột nhiều cái lắm anh em ơi. Đấy, thì FIFA Trung Quốc mình mới vô, mình mới chơi thử thôi anh em à, chưa có, không có kinh nghiệm, không có gì luôn á. Đấy, thì thẻ của bên Trung Quốc đẹp lắm đó, những con cờ của cô Trung Quốc để cầu thủ nhìn đẹp anh em ơi. Quá trời luôn, event đồ bên FIFA Trung Quốc cũng quá trời luôn. Thì xíu nữa vô đã về test một trận bên hai ba trận gì bên FIFA Hàn thử, test thử. Bữa giờ mình cũng không đá nữa, không có thời gian chơi game luôn. Đó, thẻ nhiều anh em à. Đó, Ronaldinho nè. Sorry anh em nha, hơi mới bị cảm, chắc bị Covid đấy. Đấy, Van der Sar. Rồi, thì bây giờ qua bên FIFA Mobile Hàn Quốc đi. Thì bản FIFA Mobile Trung Quốc sẽ cập nhật vào ngày 8 tháng 7, vào lúc 0 giờ khuya nay, rạng sáng ngày mai á, thì tới 8 giờ sáng. Thì Hurricane bản này đá tốt anh em ơi, chạy chỗ dứt điểm đánh đầu luôn, quá hay luôn ấy. Còn thì những clip sau thì mình cũng tính làm review cầu thủ, nhưng mà cái trình mình chưa đủ chưa đủ, cho nên không dám làm, sợ nhiều anh em comment ấy á, cho nên mình chưa dám làm. Đấy, chừng nào trình cao cao tí đi, rồi mình làm clip cho anh em xem, mình đánh giá những con hàng đó, và mình sẽ đánh giá những top 10 cầu thủ đồ á, mình làm top 10 cầu thủ đó, mình trải nghiệm từng con hàng rồi mình đánh giá cho những anh em mới chơi á. Ok, cảm ơn anh em. Thì bây giờ vô test con hàng Hurricane nha, nhìn đá chạy chỗ ngon anh em à, chạy chỗ dứt điểm rồi tốt lắm. Xíu mình vô về test, mình test cho anh em.
Thì những cập nhật sắp tới thì mình sẽ up lên đây cho anh em biết nha, và bởi những cái bản test nào á. Còn VLA Football á thì chưa có thông báo gì hết anh em à. Có nhiều người nói là 2 tháng nữa, rồi có người nói trong tháng 7, nhưng mình chưa thấy thông báo gì của VLA Football á. Nhưng mà bản chính thức sẽ ra bản chính thức anh em à. Sẽ ra bản chính thức trong năm nay luôn ấy. Còn nếu mà mở bản công khai thì mình cũng chưa chắc là chừng nào mở nữa. Thì anh em nào chơi event thì anh em dự đoán ở dưới nha, comment ở phía bên dưới đi. Rồi ngày mai mình lọc comment lại, mình xem thử có ai trúng giải hay không. Hurricane chạy chỗ, đá chạy chỗ cũng tốt anh em ơi. Con hàng ngon á, mình thấy con hàng ngon nhất á, chân 5 vạch luôn. Á thì bao ngon. Ui, mới nói xong. Gold bên đây cũng có hình như up thêm Gold đó. Gold hay hơn, cầu thủ hầu vệ cũng thông minh hơn. Có trong cái bản cập nhật sắp tới luôn á anh em à. Để mình coi thử cải thiện nó như thế nào. Và xong vận động mới, thời tiết. Và rồi thêm so sánh cầu thủ rất nhiều anh em. Thì bản chung này nếu mà ngày mai up xong á thì tối mình sẽ làm video cho anh em xem. Ok chưa anh em ơi? Rồi thì vô hai trận sau ơi. Em đá thêm hai trận nữa. Ui mình cũng có dập màu đỏ luôn. Không biết trận này có ăn được không đây. Rồi thì bây giờ mình nói tới đây thôi. Thì anh em xem, anh em thấy hay thì cho mình một like, một subscribe kênh YouTube nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Reggie, Ronaldinho. 자, 슈팅! 선제골! 이른 시간에 득점을 완성합니다. 해리 케인! 골키퍼 막아냈지만 아직 골은 골입니다. 너무나 멋진 슈팅으로 골을 넣었습니다. 페널티킥! 첼시가 PK를 얻어냅니다. 차분하게 PK를 넣었습니다. 골키퍼가 날았습니다. 엄청난 플레이입니다. 미래에서 왔나요? 어디로 날... 해리 케인! 케인이 골을 넣었습니다. 이 선수만이 가능한 골입니다. 해리 케인 성공했습니다. 훌륭한 슈팅입니다. 공간이 뚫립니다. 해리 케인 골이 들어갑니다. 첼시 한 골을 추가하며 격차를 벌립니다. 이 골로 두 점 차. 앞쪽에 골문을 노립니다. 해리 케인 피스리 세 번 올렸습니다. 게임이 종료됩니다. 자, 열심히 싸웠지만 팀은 결국 패합니다. 오늘 경기 캐스터 양동석입니다. 해설의 차범근 차두리 위원 함께하도록 하겠습니다. 자, 호나우진입니다. 훌륭한 궤적이네요. 이건 막을 수 없죠. 해리 케인 아름다운 곡선을 그리며 들어갑니다. 해리 케인 자, 뚫렸어요. 해리 케인 골이에요. 골! 골! 자, 골문 앞에서 수비를 제칩니다. 갑니다. 골! 들어갑니다.
멋진 슈팅이 골문에 찔러버립니다. 들어갑니다. 대단한 위치에서 뛰어난 발기술로 상대방을 따돌립니다. 골키퍼가 막아냈지만 볼 아직 살았습니다. 해리 케인, 케인이 골을 넣었습니다. 기회를 놓치지 않습니다. 들어갔어! 골! 자, 해트트릭입니다. 슛! 골! 볼이 골망을 흔듭니다. 이 골로 첼시가 두 점을 앞서갑니다. 해리 케인, 케인이 골을 넣었습니다. 찬스를 확실히 잡습니다. 골! 골입니다! 빈 공간을 노립니다. 골이 터졌어요! 이번 찬스입니다. 해리 케인 타임오버. 첼시의 승리로 경기 끝났습니다. 자, 엄청난 명경기가 이렇게 끝납니다.